Có ai có câu hỏi hoặc là vấn đề gì trao đổi không ạ? Hoặc là có nói lời thank you, thank you gì thì cũng nói luôn. Say thank you hay là cái gì đó nói luôn. Đấy, kế hoạch của buổi hôm nay là như vậy. Yến trước đi nào. Vâng ạ, à, em cũng đang định xin phép ạ. À. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu ạ, à. Em tên là Yến ạ. À. Hiện là em đang công tác tại công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ. Em chào thầy, chào tất cả các anh, các chị và các bạn là học trong lớp ạ. À. Em xin tự giới thiệu, em đang công tác tại công ty Liên Vũ. Thì công ty của em thì đang làm về cái mảng sân vườn tiểu cảnh, sản xuất tượng, phù điêu trang trí. Làm hồ cá koi rồi làm các dự án cảnh quan sân vườn thì bên em là chuyên làm về mảng đấy thì cũng rất là muốn là giao lưu với lại tất cả mọi người trong lớp và sau cái lời giới thiệu đấy thì em muốn cảm ơn thầy trong những sau kết thúc 9 buổi học được thầy hướng dẫn thì là em đã học hỏi được rất là nhiều và cũng mở mang ra được rất là nhiều kiến thức cho bản thân và cũng hỗ trợ cho công việc của em rất là nhiều. Em xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Ok, rồi tốt, cảm ơn Yến. Mời anh Thùy, Đồng Thùy, Vâng. chuyên gia âm thanh. Xin chào tất cả các anh chị ạ. Em là Đồng Thùy. Hiện tại thì em công ty của em là Lắc Audio, chuyên về các giải pháp về âm thanh. Hiện tại thì em cũng đang chuyển trước đây thì kinh doanh của em là kinh truyền thống là phân phối và dự án thì em cũng mới thành lập Lắc Audio thêm để em thêm cái mảng về bán lẻ với lo công nghệ để chuyển kết hợp giữa truyền thống và công nghệ thì em tập trung vào mảng là lo công nghệ Bluetooth và không dây với mảng về âm thanh gia đình như phòng phim hay karaoke rất là vui được kết nối với các anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ. Rồi, ok. Cảm ơn Thùy. Thế hả, Thùy vào học được bao nhiêu buổi tất cả? Dạ, em thì không được theo hết tại vì em thì em có cái lớp trùng nên là em cũng 9 buổi chắc em vào được khoảng 3 buổi, 3 4 buổi. Dạ, cũng hơi tiếc quá nhưng mà những cái buổi nào của thầy thì cũng rất là chất lượng. Em xem buổi nào em cũng có chụp lại và ghi lại. Dạ. Ok. Anh nào? Giới thiệu đi xong nghe. Em chào thầy, chào các bạn. Em tên Ánh, hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái công việc chính của em bây giờ là thiết kế giày với lại kỹ thuật bên giày. Thì ngày trước á, là do em có mua sách về Facebook mạng, Facebook kiếm tiền của thầy viết á, cho nên là khi mà em đọc cái em thích quá, cái xong em tìm cách để mà học. Giống như tìm cách để mà liên hệ xong rồi em mua những cái video đồ của thầy qua cái Unica xong cái đợt này tự nhiên cái thầy kêu là đăng ký học cái em mừng quá xong cái em đăng ký cho nên là rất là vui khi mà được học với thầy á cho nên là mỗi lần học với thầy là em cảm thấy những cái gì mà từ trước tới giờ á, em thắc mắc hay là gì đó thì hầu như là em đều được giải đáp hết và tự nhiên là lúc đó em cảm thấy là rất là muốn làm cho nên là em cảm ơn rất là nhiều và cũng các bạn cũng có những cái câu hỏi rất là hay cho nên là đó em cũng biết thêm được nhiều á dạ thì rất là vui là thầy và các bạn. Ok, cảm ơn Ngọc Anh. Rồi. Không ai anh chị bây giờ chỉ nói lời cảm ơn mới giới thiệu bán hàng, không ai hỏi gì thêm nữa đúng không? Mời anh nghe gì? Em chào thầy cùng các anh chị học viên. Thì Vâng. em là Duy, em ở Hà Nội. Hiện tại em đang làm sản xuất nhôm kính xây dựng ạ, nội và ngoại thất. Thì trước dịch thì bên em là chủ yếu là làm việc offline thì công việc cũng không nguồn khách hàng cũng tạm ổn nhưng mà khi mà làm dịch đến ấy, thì là cái doanh số nó giảm sút cũng tương đối nghiêm trọng thì cũng may lên trên mạng này cũng cũng tìm và đăng ký lớp marketing Facebook của thầy ấy, và được vào lớp này học thì làm quen với thầy và các anh chị
thì cũng mở mang ra nhiều kiến thức, thì em cũng có động lực để chuyển sang cái mảng online. Và em rất cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị. Ok, cái sản phẩm của anh triển khai mảng Facebook này, mảng web, mảng Google tìm kiếm và cả YouTube nữa. Trước hết thì Vân Anh xin gửi lời chào đến thầy giáo cùng tất cả các anh chị bạn bè học lớp. Lời đầu tiên thì xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, lời biết ơn đến thầy giáo đã trao cho cá nhân Linh cũng như tất cả các anh em học viên ở trong lớp này một cái cơ hội, đặc biệt là trong cái giai đoạn giãn cách như hiện nay, có cơ hội để được trước là gặp nhau, sau là trao đổi kết nối kinh doanh, đặc biệt là nhờ được học hỏi thêm cái kiến thức của thầy. Chắc là tương hô tự nhiên cho được thoải mái thầy giáo ạ. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Vậy hiện tại thành lập công ty năm 2010. Vâng. Nay đã hơn 15 rồi, tuy nhiên là cái bán kính cách địa bàn ở thủ đô cũng hơi xa. Trụ sở của Linh ở Phúc Thọ, Hà Nội, cách Hà Nội khoảng 35 km. Ở trên đây thì có cái lợi thế về nhân công và nguồn tiềm năng cũ. Thì ngày xưa các bạn biết thì nguồn sắt là nghề sản xuất rất là dồi dào. Linh mũi nhọn chính và chuyên môn là sản xuất và thi công kết cấu thép, xây dựng các nhà xưởng, nhà máy và làm thầu phụ cho các nhà thầu tổng, cho các trụ sở, trường học. Thế thì qua cái lớp ở đây ấy, thì bản thân Linh học thêm được rất là nhiều. Linh ghi chép ấy, có những buổi thực ra là thầy giáo và các bạn cho Linh xin lỗi là mình không ngồi im được. Chưa chưa chưa